Đó là chúng ta cần phải đầu tư vào đâu, đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào để có thể thành công hơn và mạnh mẽ hơn trong 2020. Và chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào chào các anh chị.